Dạ, Bùi Hải Vlog chào ông bà cô chú anh chị đã trở lại kênh của Bùi Hải ạ. Thì sáng nay có khán giả vào viếng mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nè cô chú anh chị ơi. À, con chào mấy chú mấy cô. Này mình lên thăm người nhà hay sao chú? Lên thăm mộ người nhà. Dạ, sẵn ghé thắp nhang cho cậu hả chú? Rồi sẵn nghe nói Vũ Linh ở đây rồi ông anh không ghé ông thắp nhang cho cậu. Mời. Người nhà mình có gần đây không à chú? Ổng khu B luôn hả? Ổng ở bên đó hả? Cô Hanh Kim Huệ đi đường trong nè ông ơi. Đi qua bên mới thấy mặt trước. Cái này là mặt sau của cô Huệ. Dạ. Sáng cũng có khán giả tới ra gai rồi các cô chú anh chị. Thấy mẫu cậu đẹp không ông? Đẹp đẹp chứ. Họ Vũ Linh này nè. Không có cũng vô đây rồi, không vô đây rồi. Dạ. Đẹp cái trời cả này là. Có khoảng từ nào tới giờ không có ai mà nhưng mà mã Vũ Linh đó là hơn. Dạ. Cái bao nhiêu trong là cái rồi đúng đó. Dạ. Mà Vũ Linh này hiển quá đó. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi, Vũ Linh này nổi nổi tiếng rồi, bởi vậy ai cũng khắp ấy ai cũng lại đến mộ Vũ Linh này nè. Mấy mã kia bình thường thấy đâu có ai mà thấy không mã Vũ Linh. Cậu hoài hoài là cái hơn 10 tháng rồi đúng không? Bởi vậy hoài hoài 11 rồi. Rồi. Ừ. Tháng 3. Còn mấy người kia rồi là xong rồi rồi không có nữa nè. Giáp năm cậu. Nhưng mà tới bữa hôm nay nữa là hơn chắc hơn 10 tháng. Mã này mới lấy quan trọng hơn. Bây giờ dạ. Hơn nửa tháng 1 rồi. Còn tháng mấy nữa là giáp năm rồi. Thôi vậy là 11 hơn 11 tháng 2 tháng rồi. Tháng 20 ngày nữa là vậy là cũng lâu chưa rồi ha. Dạ, gần giáp năm rồi. Mà vẫn còn khán giả tới giờ hồi đó tại vì lúc đó cũng mất đi làm cho nên là không thấy mà nghe nói là đông lắm. Dạ. Nghe nói là đông quá. Lúc đó là chen vô coi không được. Đông. Cái này mà tới giáp năm của cậu chắc cũng đông lắm. chưa Tết mà có khán giả người ta hương cậu người ta mua bánh chưng bánh tét rồi chưng bầu vòng vòng một cậu cho đẹp. Dạ. Dạ. Cái đó là của chị Hồng Ngọc gửi vô chưng cho đẹp. Chưng cho đẹp đó nha. Chưng cho đẹp đó nha. Hai con rồng này cũng của chị Hồng Ngọc luôn. Rồi tặng cho cậu. À, bánh chưng bánh dày bánh tét rồi dưa hấu rồi đó. Cái gánh đó là chèo của em nha. Cái gánh đó chèo của em gánh đi lên nhà chờ á. Gánh này của Bùi Hải nè. Gánh hai trái dưa đó. Gánh hai trái dưa, cái gánh hai trái dưa này đó là năm bộ mình. Dạ. Cái đó là miền miền quê sông nước á chú. Cái này nếu mà để đây là mấy ngày nó phá hết. Có nãy đi vòng vòng đây nè. Nó nói là Việt Nam năm bộ ba cây này nè Hải. Nó mặn sực hết ba cây này rồi. Thì còn gì đâu nó ăn vô nó quất sống đời luôn. Nó chỉ vậy thôi. Tại bông qua mình dẹp hết rồi chỉ còn có hai bình sống đời thôi. Nhưng mà thường thường lúc trước nó đâu ăn sống đời bữa nay nó đói hay gì vô quất sống đời luôn. Cái rồi nó ăn biết ai vô. Cây sống đời bữa rồi nó ăn cây sống đời ấy nè. Thì nó thấy nhìn nó thấy nó lợi nó đẹp đẹp đó. Dạ. Còn gia đình mình ở đâu luôn chị? Nhà của chị ở ngoài đây nè.
đường à, đi ra đường này ở Bến Tượng không, đường đi ra ngã tư Ông Giáo á, ngoài đường lộ, ngoài đường lớn, ngã tư Ông Giáo lại gần Cây Sang Cây Sáng. Đúng rồi, Cây Sang Cây Sáng. Dạ. Ủa em ở đây hả, sao biết? Dạ em ở trọ ở đây nhưng mà em cũng biết chút ít, tại em có đi tới lui đó. Vậy hả? Dạ. Dạ vậy là chị ở ngoài Cây Sang Cây Sáng. À đúng rồi. Ở đó vô đây cũng gần mà. Gần, đúng rồi. Dạ. Lúc em mà ở trên đây là nó chưa có bắn cái đường 62 mét. Đường này nó mới làm sau này mà. Dạ thì em về quê xong em lên sau này cái nó mới có cái đường bắn đường 62 mét. Ủa vậy em quê ở đâu? Em quê Tiền Giang. Tiền Giang hả? Dạ. Tiền Giang là miền Tây. Dạ đúng rồi. Chị thì quê đây, quê gốc ở đây luôn. Quê từ nào về đây? Em lên đây xong rồi em mới về quê xong em lên lại là sau này nó mới mở đường 62 mét đó hoài á. Chứ lúc trước là từ bên đây chạy một bản thẳng một đường luôn, đâu có ngã tư, ngã ba gì đâu. Đúng rồi, giờ nó mới mở đường, nhiều khi mà chờ một thời gian mà thấy lạ liền luôn, thấy dạ. Nó thay đổi nhiều. Em lên em thấy bắn đường 62 mét gì em nói trời đường này là đường nào nữa, tùm lum. Rồi cái người ta mới nói bắn đường 62 mét là ở dưới thành phố Bình Dương gì. Hay là ở dưới quê em đi lên đường đó cũng vẫn được. Đường Xuyên Á. Dạ. À, mình vô đây mình thắp nhang cho cậu hay là mình vô đây mình thăm. Tham quan. Dạ. Tham quan. Tại vì nói chung từ nào dở gần đây mà cũng không có vô đây á, tại đi làm suốt không có thời gian. Dạ. Cái bữa nay hơi được nghỉ làm nè, đi vòng vòng vô tham quan rồi thấy mộ cậu thấp nha. Dạ. Ở đây toàn là nghệ sĩ đâu không ha, mộ của nghệ sĩ đâu chung ha. Ở đây mộ nghệ sĩ không, còn ở bên đây là của bà này là mẹ Việt Nam Anh Hùng. Dạ. Mà chưa Tết mà có chị Hồng Ngọc á, chị mua bánh chưng, bánh dày, đồ dưa hấu, đồ nè, có đồ gánh luôn. Gánh lớn, gánh nhỏ nha. Chưng cho đẹp mà, có chữ Tết rồi đó nè. Tính ra là 3-4 cái non lá, 4 cái non lá ha. Cái này với 3 cái trên là 4. Đẹp nha. Màu đỏ. Cục vàng của cậu nè. Cục vàng này chắc cậu là... ơi, cậu cho tụi con cục vàng đi cậu. Cậu cho tụi con cục vàng cậu ơi. Dạ thôi, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Cũng như ông bà cô chú có xem kênh của Bùi Hải, có thương Bùi Hải thì cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Để Bùi Hải một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại cô chú ạ.